trí thông minh hiện thân đã trở thành tâm điểm chú ý tại hội nghị AI thế giới WAIC năm 2024 ở Thượng Hải, cho thấy triển vọng sắp tới về một lối sống thuận tiện hơn cho nhân loại. Robot hình người mới nhất Optimus Gen 2 của Tesla đã khiến du khách kinh ngạc, với khả năng biểu diễn đáng kinh ngạc, tốc độ đi bộ tăng 30%, và 10 ngón tay có thể cảm nhận trọng lượng và kết cấu của các vật thể khác nhau. Năm tới, khoảng 1.000 robot Optimus sẽ giúp con người hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tại nhà máy Tesla, và CEO Elon Musk đã đưa ra dự đoán táo bạo rằng số lượng robot hình người sẽ vượt qua lực lượng lao động của con người, vào một ngày nào đó, có khả năng đạt từ 10 đến 20 tỷ. Một robot tuyệt vời khác của ULS Robotics là sự kết hợp giữa hình dạng con người và bộ xương ngoài, một người bạn đồng hành có thể đeo được. Đầu tiên, nó có thể giúp mọi người làm việc cùng nhau, sau đó có thể hoạt động tự động với sự trợ giúp của AI. Đây là hệ thống hợp tác giữa con người và máy móc trong kỷ nguyên trí thông minh nhân tạo. Su Tenua, người sáng lập ULS Robotics cho biết. Su cho biết robot này có thể mang được 40kg và có thể thay thế con người làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Các sản phẩm không người lái cũng đã được sử dụng tại các địa điểm công nghiệp hiện tại, chẳng hạn như khai thác mỏ và xây dựng đường bộ. Viện nghiên cứu XCMG đã mang máy đào không người lái của họ đến WAIC trong năm nay. Tất cả các sản phẩm này đều có khả năng nhận thức thông minh, ra quyết định tự động và các công nghệ không người lái khác. Sẽ được trang bị các cảm biến nhận thức thông minh, chẳng hạn như radar laser và sóng mm, và thiết bị có thể nhận thức môi trường làm việc và nhiệm vụ một cách thông minh. Huzi, kỹ sư điều khiển của viện nghiên cứu XCMG cho biết. Mũ giao diện não máy tính BCI cũng là tâm điểm chú ý tại sự kiện. Một số mũ có chức năng y tế là phát hiện bệnh tật. Nó có thể thu thập dữ liệu từ não của chúng ta, giống như cách lấy dữ liệu không xâm lấn. Và sau đó chúng ta có thể sử dụng dữ liệu để phân tích các bệnh khác nhau, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu hoặc đột quỵ, một số bệnh khác như ung thư hoặc các bệnh thần kinh khác. Neil Ni, CEO và nhà sáng lập của iMotion, một công ty chuyên về các sản phẩm BCI, cho biết, những người trong ngành tin rằng, trí thông minh hiện thân sẽ tạo ra những cách sống hoàn toàn mới. Trong tương lai, robot không chỉ hiểu được thế giới vật lý, mà còn hoạt động linh hoạt trong đó và hợp tác liền mạch với con người. We can use the data to analyze for different diseases, you know, such as depression and that. Các mô hình AI quy mô lớn đa năng của Trung Quốc được giới thiệu tại WAIC. Sáng kiến AI Plus của Trung Quốc đang ngày càng phát triển khi hơn 30 mô hình AI quy mô lớn do các nhóm nghiên cứu Trung Quốc và quốc tế phát triển đã được công bố tại Hội nghị AI Thế giới, WAIC, năm 2024, chứng minh khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ phục chế văn bản cổ đến tạo video. Với chủ đề quản lý AI vì mục tiêu tốt đẹp và vì tất cả, hội nghị WAIC kéo dài 3 ngày, khai mạc vào thứ Năm, đã thu hút nhiều quan chức chính phủ và đại diện của các tổ chức quốc tế, ngành công nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, cùng nhiều bên khác. Sự kiện chứng kiến màn trình diễn các ứng dụng AI mới nhất trong nhiều lĩnh vực như tư vấn y tế, tạo video và phục hồi văn bản. Các mô hình AI đã được tích hợp trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, một trợ lý thông minh hỗ trợ AI tại một gian hàng triển lãm, cho đến nay đã được áp dụng cho hơn 10 tình huống, có thể giúp người dùng gọi xe, hoặc thậm chí cung cấp tư vấn y tế chỉ bằng lệnh thoại. Đây là trợ lý thông minh được phát triển dựa trên mô hình AI, quy mô lớn do chúng tôi tự phát triển. Chúng tôi đã tích hợp nó vào các tình huống y tế. Người dùng có thể sử dụng nó để đặt lịch hẹn trước khi tham vấn. Trợ lý cũng cung cấp hướng dẫn dùng thuốc sau khi tham vấn, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của nhân viên y tế. PanFeFA, một đơn vị triển lãm cho biết, các công cụ chuyển văn bản thành video và chuyển hình ảnh thành video sử dụng AI đã rất tiên tiến, với mức độ rõ nét, chân thực và mượt mà ấn tượng của video. Chúng tôi đã thấy sự cải thiện đáng kể về chất lượng hình ảnh, độ dài video và tính nhất quán chuyển động của các video do mô hình của chúng tôi tạo ra. Điều này sẽ hạ thấp đáng kể ngưỡng sản xuất video, Giang Di, người đứng đầu nhóm mô hình AI quy mô lớn cho biết. Ngoài việc nâng cao đời sống và công việc, AI còn được sử dụng để khôi phục các văn bản cổ được phát hiện tại hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng, Tây Bắc Trung Quốc, có niên đại hàng chục thế kỷ. Chỉ cần chạm nhẹ vào máy tính bảng là, mô hình AI sẽ được kích hoạt để định vị và khôi phục chính xác, nhanh chóng các phần bị hỏng của văn bản cổ. Chúng tôi hiện có thể phục chế chính xác các văn bản cổ bằng cách sử dụng AI để phân tích phong cách, bối cảnh và nét cọ của một lượng lớn văn bản cổ. Hiện nay, công nghệ phục chế văn bản do AI điều khiển không chỉ được sử dụng trong lĩnh vực khảo cổ học, mà còn được công chúng áp dụng rộng rãi để sửa chữa các tài liệu bị hư hỏng. Liu Chen, một người triển lãm cho biết, dữ liệu cho thấy tính đến cuối tháng 4, hơn 300 mô hình ngôn ngữ lớn đã được ra mắt tại Trung Quốc, trong khi số lượng mô hình có hơn 1 tỷ tham số đã vượt quá 100, bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm thông tin điện tử, chăm sóc y tế và giao thông vận tải. Hội nghị AI Thượng Hải nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển AI, ứng dụng. Hội nghị AI Thế giới năm 2024, WAIC kéo dài 3 ngày, kết thúc tại Trung tâm Tài chính Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc vào thứ Bảy, đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy hợp tác công nghệ và thúc đẩy phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Phiên bản WAIC năm nay với chủ đề quản lý AI vì mục tiêu tốt đẹp và vì tất cả, quy tụ hơn 500 đơn vị triển lãm, bao gồm các công ty toàn cầu như Tesla và Microsoft, với hơn 1.500 sản phẩm sáng tạo được giới thiệu. Hội nghị không chỉ giới thiệu những thành tựu mới nhất về AI,
mà còn thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi giữa nhiều bên, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của công nghệ AI. Tập đoàn CITIC Trung Quốc đã công bố một loạt các sáng kiến AI tại hội nghị. Mô hình lớn thương hiện đã được triển khai trong nhiều tình huống khác nhau như dịch vụ khách hàng thông minh, nghiên cứu và phát triển thông minh và nghiên cứu đầu tư thông minh. Mô hình lớn của AFU hỗ trợ toàn bộ quá trình xuất bản, bao gồm đánh giá chủ đề, dịch văn bản, hỗ trợ quyết định và quảng bá tiếp thị. Tổng cộng 122 trợ lý AI được xây dựng cho 17 tình huống cụ thể. Chúng tôi đang tích cực thúc đẩy sự tích hợp liên ngành và liên lĩnh vực, triển khai một loạt các ứng dụng hàng đầu trong các lĩnh vực như AI cộng với sản xuất và AI cộng với nông nghiệp. Sáng kiến này nhằm mục đích chuyển đổi các thành tựu công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang thị trường rộng lớn hơn, Giang Wenhu, tổng giám đốc của CITIC Group cho biết. Ngoài việc giới thiệu những thành tựu đổi mới, nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan chính phủ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong hội nghị, cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI. China Mobile, công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, đã ký thỏa thuận với một công ty ở Indonesia để thành lập một phòng thí nghiệm AI chung. Phòng thí nghiệm chung sẽ tập trung vào các mô hình mới về đổi mới hợp tác xuyên biên giới của công ty, các cơ chế mới để phát triển nguồn nhân lực và các hệ sinh thái mới cho sự hợp tác giữa ngành và trường đại học. Mục đích là cùng nhau tiến hành nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI, mô hình và các giải pháp ứng dụng thông minh dành riêng cho ngành. Việc thành lập phòng thí nghiệm chung nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu những thành tựu công nghệ AI nổi bật của Trung Quốc sang các quốc gia khác và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp kỹ thuật số của Indonesia. Mục đích là tạo ra những điểm tăng trưởng kinh tế mới và thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong các lĩnh vực như trao đổi khoa học và công nghệ, chuyển giao và chuyển đổi công nghệ cũng như phát triển công nghiệp và xã hội, Gao Tong Kinh, Phó Tổng Giám đốc China Mobile cho biết. Giật mình trước robot pha chế cà phê hoàn hảo tại Hội nghị AI Thế giới năm 2024. Một robot pha cà phê hoàn toàn thông minh đã pha chế một tách cà phê hoàn hảo tại một quán cà phê robot trong Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới năm 2024 tại Thượng Hải vào thứ Năm. Nó nhanh chóng thu hút nhiều người yêu thích cà phê. Theo báo cáo, robot pha cà phê này rất lành nghề. Nó có thể đạt được hương vị chuyên nghiệp của cà phê xay tươi và tạo hình nghệ thuật cà phê latte, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về cà phê boutique. Chính quyền địa phương cho biết 5 người đã thiệt mạng và 88 người khác bị thương sau khi một trận lốc xoáy tấn công huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc vào thứ Sáu. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của huyện, cơn lốc xoáy đã tấn công vào quận Lỵ, thị trấn Kaizhuanji và thị trấn Sa Âu vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và một cuộc điều tra về thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra đang được tiến hành. Lốc xoáy cũng khiến một số tòa nhà trong một nhà máy ở Đông Minh sụp đổ, nhưng may mắn là các công nhân đều an toàn. Trong khi đó, lính cứu hỏa địa phương đã hỗ trợ dọn dẹp cây cối chặn đường gần nhà máy. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh, một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở huyện Ân Nam, tỉnh Sơn Đông vào thứ Năm, không có báo cáo về thương vong. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia, Sơn Đông trung bình có 1,5 trận lốc xoáy mỗi năm. Vỡ đê hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, cứu hộ chạy đua với thời gian. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP cho biết, vụ vỡ đê xảy ra vào chiều 5 tháng 7 tại một phần bờ kè trên bờ hồ Động Đình, ở tỉnh Hồ Nam. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã điều động hàng ngàn người và nhiều thiết bị được điều động nhằm khẩn cấp đối phó vụ vỡ đê. Tính đến 3 giờ chiều 7 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã sử dụng mọi vật liệu có thể để gia cố khoảng 87 mét bờ kè của bờ hồ Động Đình. Ước tính mỗi giờ các nhóm cứu hộ chỉ có thể gia cố thêm 4 mét đê. Theo Trung Quốc Nhật Báo, nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu hộ tại Hồ Động Đình, ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn quan trọng vào tối qua 8 tháng 7, khi con đê bị vỡ đã được bịt kín vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày. Hồ Động Đình Dông Tinh nằm ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Vào khoảng 17 giờ 48 phút hôm 5 tháng 7, đoạn đê dài 226 mét bị vỡ tại Hồ Động Đình. Đây là một phần trong mạng lưới đê bao quanh hồ. Bà Trương Nghênh Xuân Giang Inh Chun, Phó tỉnh trưởng Hồ Nam cho biết hơn 100,000 m ba đá đã được sử dụng để vá đê và các đội đã bịt kín được 3,5 mét đê bị vỡ mỗi giờ. Sau khi đê bị vỡ, lượng lớn nước từ hồ Động Đình đã tràn vào khu vực đê nói trên, làm ngập 476 km2 trong tổng diện tích 55 km2 của khu vực này. Ít nhất 7.000 người dân đã phải sơ tán sau khi đê vỡ. Theo chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ đã bịt kín thành công một đoạn đê vỡ dài 226 mét tại hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc vào đêm thứ hai. Vào lúc 22 giờ 31 phút, xe tải chở đá cuối cùng đã được đổ xuống chỗ vỡ đê ở Hồ Động Đình, trong tiếng reo hò của đội cứu hộ. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Nhạc Dương, việc sửa chữa đê sẽ đẩy nhanh quá trình thoát nước và tái thiết sau thảm họa. Lũ lụt do mưa lớn đã gây ra tình trạng vỡ đập tại Hồ Động Đình, ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc vào chiều thứ Sáu. Vết nứt ban đầu rộng khoảng 10 mét nhưng sau đó mở rộng ra.
sau khi di rời ngay người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để khắc phục sự cố vỡ đập. Tính đến 14 giờ Chủ nhật, tổng cộng 4.739 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, 469 xe, 318 thiết bị, 144 bộ thiết bị lớn và 170 thuyền đã được triển khai đến địa điểm xảy ra sự cố vỡ đập. Trong khi đó, các nỗ lực gia cố đã bắt đầu được thực hiện trên một bờ kè nằm cách con đê bị vỡ khoảng 2 km, đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ hai. Trải dài khoảng 14,3 km giữa hai bờ kè khác, nó bảo vệ hơn 100.000 mu, khoảng 6.666,67 ha đất đai màu mỡ và nhà cửa của nhiều cư dân. Huyện Hoa Dung đã thành lập 4 điểm tái định cư tại quận Lỵ, mỗi điểm đều được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày và dịch vụ hỗ trợ y tế, cũng như máy điều hòa và quạt để chống chọi với cái nóng mùa hè. Tính đến thứ Bảy, tổng cộng 7.680 người cần di rời đã được sơ tán an toàn, không có báo cáo về thương vong và tất cả đều đã được tái định cư đúng cách. Trước khi xảy ra sự cố vỡ đập, tỉnh Hồ Nam đã trải qua 17 ngày mưa lớn liên tiếp. Đây là thời gian mưa lớn kéo dài nhất trong khu vực kể từ năm 1961. Robot xử lý chất nổ được giới thiệu tại cuộc tập trận quân sự chung Trung Quốc-Lào. Các robot chuyên xử lý vật liệu nổ EOD được chú ý trong cuộc tập trận quân sự chung lá chắn hữu nghị Trung Quốc-Lào 2024 đang diễn ra. Huấn luyện viên biệt đội công binh Trung Quốc đã giới thiệu về phát hiện mìn và các thông số hiệu suất của thiết bị giả phá bom mìn và EOD cho binh lính Lào. Hiệu suất và hoạt động của robot EOD đã được giới thiệu một cách rõ ràng. Lực lượng vũ trang của Trung Quốc và Lào cũng thực hiện các chiến thuật đội hình bộ binh thiết giáp, bắt và vật lộn, điều trị thương tích và các môn khác. Sau khi trao đổi khóa học, lực lượng vũ trang sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng báo tin tức trong bản tin hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi và đừng quên quay lại vào ngày mai để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc quý vị có một ngày an lành.